Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Rồi, Zika Audio xin chào anh Cường nhé. Anh Cường, anh ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Anh có đặt cho mình một cái âm ly video mang là 9702DS9702 đây ạ. Âm ly video đây ạ, DS9702. Đây là dòng âm ly, nó cực kỳ là dị và lạ, và đặc biệt là công suất của nó 1000W cho hai kênh. Còn đây là bên em hàng nhập hàng mới các bác nhá. Hàng thanh lý bên em đợt vừa rồi đã hết, và bây giờ là chỉ còn hàng mới đây ạ. Vâng, bên em đang ghép luôn với một cái đôi loa BMB 2000C, hàng là loại 1 Trung Quốc đấy ạ. Và em test luôn cái âm ly video cho anh Cường. Vâng, anh đặt cọc bên em 300.000 ạ. Vâng, anh còn 5.2 triệu. Còn sau cái thời gian rất là dài mà bên em chờ cái âm ly video này về, mã là DS902, thì bây giờ đã về đấy ạ. Vâng, bên em về được mấy con, thì bác nào hãy nhanh tay sở hữu như bác Cường nhé. Vâng, bác Cường ở Thái Bình đã sở hữu cho mình rồi ạ. Vâng, đây phía sau sở hữu hai cái rắc New Trick để đánh na full tăng đét luôn ạ. Và có thể kẹp thêm một đôi nữa ở phía dưới cầu đỏ đen này. Công suất của nó là 580W một kênh, tổng là 1000, gần 1200. Vâng, đây là hàng cao cấp đấy ạ. Cái dòng này là có 5 đường line mix rất là nhiều, và tích hợp lọc xì ở phía bên trong. Và đặc biệt cái này là có cả đọc thẻ nhớ, đọc USB, và cái này có cả Bluetooth các bác nhá. Cái này có cả Bluetooth ạ. Rất là tiện. Có cả đài FM. Hàng nguyên hộp, các bản bụi đi ạ. Hàng nguyên đai nguyên kiện. Hàng này thì hàng mới, bên em bảo hành cho các bác 1 năm nhá. Hộp đây ạ, hộp nguyên đai nguyên kiện, bên em vừa bỏ ra bên em test anh Cường ở Thái Bình. Đây thông số đây ạ, catalog đây ạ. Đây là hàng đập hộp bên em. Trước đây em có mấy con em bán hàng thanh lý nhưng hết rồi ạ. Thì bác nào muốn sở hữu cái âm ly video 9702 này thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Vâng, bên em cập nhật liên tục để tư vấn các bác. Cường, như hiện tại cái âm ly video 9702 của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây em xin phép bỏ ra trên nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Anh có bảo gửi theo xe ở E1 thì bên em có chỗ cầu đánh chỗ cầu Vĩnh Tuy, bên em sẽ chờ nhà xe gọi điện cho em và bên em gửi ra cho anh nhé. Vâng, chắc là anh nhận được sớm trong tối nay thôi ạ. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty chúc anh Cường và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào anh Cường và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.